Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta cùng khám phá khủng long của Godzilla nha. Chờ xem Godzilla sẽ tiêu diệt khủng long như thế nào nha. Ui, Godzilla thiêu dụi một con khủng long rồi các bạn ạ. Ui, lại tiếp tục tiêu diệt tiếp rồi. Khủng long hai sừng. Khủng long hai sừng bị Godzilla phun máu ma này các bạn ơi. Khủng long chiến đấu lại rồi. Không mà không được. Được rồi các bạn à, cháy thì ăn rồi. Chúc mừng Godzilla nha. Ui, Godzilla lại tiếp tục chiến đấu. Con khủng long gì đây? Con khủng long xẻ người. Khủng long gai các bạn à. Khủng long gai và chiên cái gai vào người. Chiến đấu lại rồi. Không thắng được, có gì nào không? Nó thành khói luôn. Vẫn chiến thắng rồi các bạn ơi. Đây là con gì đấy các bạn ơi? Khủng long mắt to. Mắt to à? Mắt to. Đây là con gì đấy mắt to các bạn? Ai là khủng long lửa? Khủng long hổ. Con gì cũng không về mẹ. Mất con dê rồi, gọi con dê này đến để tiêu diệt thôi. Con dê này đâu đến đi. Tiêu diệt khủng long nào, khủng long này hơi quá. Tập thể dục rồi. Tập ăn xong về tập thể dục. Godzilla chưa nghe tiếng à? Đây rồi. Godzilla nghe tiếng rồi. Tiêu diệt khủng long nha. Godzilla đang đi tìm đấy. Misa. Đây rồi, nó phát hiện. Nó đuổi nó ra đây rồi. Tiêu diệt thôi. Nó mắt to khổ. Nó thành khói lửa luôn. Nó thành khói lửa luôn. Ui, đây là nó không đây. Nó gai tiếp của ông. Của ông đuôi gai à? Đuôi gai các bạn ạ. Đuôi gai rất thì là từ dữ. Đang xong rồi. Nguy hiểm nhờ. Chúng ta sẽ Godzilla sẽ đến để tiêu diệt chú khủng long này như nào nhá. Đây rồi. Thôi ông Godzilla nghe tiếng rồi. Có rất nhiều gai sắc nhọn ở phía lưng đó kìa. Cứ nhấp nháy nháy luôn. Tiêu diệt nào. Godzilla gai rất là sáng. Sáng luôn. Nó cột cái cục sắt à. Ôi, cột cái cục sắt thế nào. I feel like no one takes accountability. They want the credibility. Thì em về nhà người ta. Dù em về nhà anh nhịn rồi. Có thể anh nghe tiếng rồi. Nhấp nháy. Gai rất khỉ. Nhấp nháy. Nó sắp sáng lên ấy. Sáng ở lưng kìa. Không nhớ lên nào. Không nhớ lên nào. Rất là sáng. Sáng như mây. Chính xác là Godzilla đã tiêu diệt thành công một khủng long rồi. Ui, đây là một khủng long gì đây con tôm? Khủng long vằn. Khủng long vằn à? Khủng long vằn này có hàm răng sắc nhọn như vậy. Godzilla đâu? Godzilla đâu đến tiêu diệt đi? Godzilla đâu? Không gọi là Godzilla đến nào? Godzilla đến đi, ở đây có con khủng long đang gần dữ lắm. Ôi, chưa. Đấy. Cứ dễ ăn một con dê rồi thế này. Godzilla đến rồi. Godzilla đuổi à? Godzilla đuổi con khủng long đi. Đuổi nó ra. Godzilla gần gọi như đây. Phun lan ma các bạn. Phun
rất là sáng. Bùm bùm. Chiêu là cũng có chú nè. Cháy ra vừa các bạn chiến đấu các bạn kìa. Ôi bây giờ đã cháy thành than luôn rồi. Ui là có chú long gì đấy. Chú long hầu à. Chú long gì các bạn nhỉ? À nhỉ. Chú long một sừng à. Một sừng hầu à. Đúng đầu giống hầu. Đáng sợ không? Là đâu tới đi? Bảo vệ đi. Ôi là con dê rồi. Con dê to quá. Con dê mẹ rồi. Con dê bố. Bố à? Ôi là. Ôi vứt xì la nghe tiếng rồi. Rồi bảo vệ đàn dê đi. Con dê bố gai để bảo vệ đàn dê à? Bảo vệ đấy. Tiêu diệt khủng long bảo vệ đàn dê của các bạn nào. Nhưng mà không đều. Không thể chiến thắng được các bạn à. Nổ tung rồi. Ui. Đây được có khủng long gì đây mà tôm. Khủng long núi lửa à. Chắc khủng long núi lửa. Chắc khủng long mắt đỏ. Mắt đỏ à. Khủng long này à. Nhưng mà sao đây là có khủng long gà chạy núi lửa sao ấy. Nhưng có cái gai kìa. Nó gầm kìa. Chị ra đâu rồi. Ui. Nhìn đáng sợ không. Cào kìa. Là đâu? Đến tiêu diệt khủng long nào. Đây rồi. Ủa, xe đang nghe tiếng rồi. Chờ xem Godzilla tiêu diệt khủng long như nào nha. Xem Godzilla dùng đến võ gì đây. À, lại tiếp tục phun bão lan các bạn ạ. Nó bảo vệ đàn dê tốt lắm. Chính xác. Nổ tung nào. Không nên dám. Không dám đến gần đâu. Gần đâu. Thì là lợi hại lắm. Ok, vậy là đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.